Ok, xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với đầu tư tiền điện tử, em là Phong đây Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau trên cái cuộc hành trình đẫm máu của Bitcoin trong những ngày vừa qua Thì anh chị có thể thấy được là cái nhận định của em trong những ngày vừa qua nó gần như là chính xác rồi Và chúng ta vẫn đang chờ cái mức giá đi về cái khu vực 37.700 đô, thì đây là cái khu vực mà chúng ta có thể là đưa ra những quyết định tiếp theo Là chúng ta liệu rằng là chúng ta có mua tiếp hay không Hay là liệu rằng chúng ta uh, sẽ chờ nó giảm tiếp để chúng ta có thể gom Thì trong thời điểm hiện tại thì anh chị thấy được là trên thị trường màu đỏ là cái màu chủ đạo Ngày hôm nay là ngày đầu tuần thì anh chị thấy Trong những ngày vừa qua, cái sự lưỡng lượng của thị trường cho thấy là thị trường không có quá nhiều dòng tiền được bơm vào Thì cái câu chuyện ở đây anh chị thấy được là Tại sao nó liên tục xoay quanh cái vùng giá là 40.500 đô lên xuống liên tục ở khu vực này anh chị Đó, tại sao nó lại ở đây Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ngồi đây và chúng ta giải thích và Cũng như là sẽ có những nhận định tiếp theo của anh chị trong cái tuần này thì trước khi đi đến với những nội dung trong ngày hôm nay Thì nếu như anh chị là những người mới mới tham gia vào thị trường Và chúng ta chưa có quá nhiều kinh nghiệm để chúng ta đầu tư một cách nghiêm túc thì anh chị có thể là tham gia vào cái khóa học crypto miễn phí dành cho người mới và khóa học này là khóa học offline anh chị nhá. Thì anh chị có thể là vào cái đường dẫn em để ở dưới video này để anh chị đăng ký. Thì trước khi anh chị đăng ký thì anh chị vui lòng đọc những thông tin mà em đã liệt kê ở đây trước khi chúng ta điền vào những cái form này. Thì sau khi anh chị điền form khi mà khối lượng học viên đủ thì chính em sẽ gọi trực tiếp đến anh chị để thông báo về thời gian địa điểm mà cái khóa học offline này diễn ra. Và khóa học này là dành cho những anh chị đang ở Hồ Chí Minh ha. Thì nếu như anh chị ở những cái tỉnh xa hơn và anh chị có điều khiện có thời gian thì anh chị cũng có thể là đến và tham gia cùng với đầu tư tiền tử để chúng ta có thể là giao lưu và chia sẻ những cái kiến thức để làm sao để chúng ta đầu tư nó an toàn và bớt đi ở những cái rủi ro anh chị nhé. Thì quay trở lại với video ngày hôm nay thì anh chị có thể thấy được là trong những ngày vừa qua 40 500 đô là cái mức giá mà bitcoin đã test rất là nhiều lần. Vậy tại sao nó đã từ chối cái vùng giá này và đi xuống cái mức giá sâu như ngày hôm nay? Thì chúng ta hãy đưa bitcoin về khung ngày anh chị nhé. Thì em sẽ đưa một cái thanh ngang ở đây thì đây là cái vùng mà đã có sự từ chối ở những ngày trước thì em sẽ để là đệt lâu và chúng ta hãy quay trở lại với khung một giờ thì anh chị thấy được là gì đây anh chị thể thấy được là khi mà giá cả chúng ta uh, chạm trên line đó chạm trên line thì nó đã lên và từ chối một lần hai lần ba lần và bốn lần như thế này vậy thì đây là một cái vùng có quan trọng hay không và tại sao nó lại uh, từ chối cái vùng giá này thì anh chị sẽ thấy là trong những cái ngày vừa qua thì khi mà bitcoin lao dốc từ cái vùng giá là 47 48 000 đô đi xuống thì em đã cảnh báo rất là nhiều lần rồi. Thì đây là một cái lần điều chỉnh khá là sâu và kèm theo đó là giữa tháng này là cái tháng mà ở bên Mỹ thì họ quyết toán về thuế và trong đó có những cái khoản thuế liên quan đến crypto. và cái thực xã này cũng chứng minh rằng một lần nữa thì anh chị phải luôn luôn quan tâm đến tin tức, luôn luôn quan tâm đến những cái sự kiện diễn ra hàng năm. Thì đối với cái sự từ chối này thì anh chị thấy được là đây là một cái vùng kháng cự Thực sự là một cái vùng kháng cự mà trước đó chúng ta cũng đã test rồi chúng ta cũng đã test trước đó rồi anh chị nha và chúng ta cũng đã phá vỡ rồi và liên tục là những lần test quanh khu vực giá này và nó không có một cái volume một cái lực mua mạnh mẽ để mà tạo ra một cái cú bứt phá và nếu như mà chúng ta không theo dõi cái đường kháng cự này thì anh chị cũng có thể tiếp tục sử dụng một cái chỉ báo mà dạo gần đây em thấy được đây là cái chỉ báo mà nó mang lại cái tín hiệu ấy rất là lớn đó là fixed trend volume profile anh chị có thể là kéo qua và chị sẽ thấy được cái điều bất ngờ thì đây là cái vùng value ở real 2 là cái vùng có giá trị cao nhất và chúng ta đã trading ở quanh khu vực này nếu như mà anh chị áp dụng ở khu một giờ và anh chị chơi hàng ngày anh chị có thể thấy là chúng ta chơi ở cái vùng này chúng ta sót xuống và chúng ta uh, Value liêu ở real low thì chúng ta lại long lên và cứ như thế là chúng ta có thể là ăn được rất là nhiều con sống nhỏ ở trong những con sống lớn thì khi mà giá cả sideways ở những ngày cuối tuần thì trong những ngày đầu tuần chúng ta thấy được là một lần nữa khi mà nó từ chối ở cái vùng port of control là cái vùng mà có cái sự kiểm soát của cái lực mua và bán á thì anh chị thấy được là nó từ chối ngày nó từ chối ngày và nếu như anh chị uh, có cái con mắt tin tưởng và anh chị nhìn vào cái dự báo này thì anh chị có thể là mở một cái lệnh sót ngay khu vực này và chúng ta đã có những cái mức lời rất là tốt anh chị ha và trên nhóm thì trong thời gian vừa qua thì tụi em cũng có cho những cái kèo liên quan đến con á thì anh chị cũng đã kiếm được lợi nhuận và cũng như là đạt những cái mức TB khá là hấp dẫn anh chị nhé thì cái như cái tiêu đề ngày hôm nay thì em có nói đó, liệu đây có phải là một lần phát cao hay không đó liệu đây có phải một lần phát cao hay không khi mà chúng ta thấy được nếu mà chúng ta bật ra cái khung là khung ngày thì chúng ta à, mới đâm một cái cú xuống như thế này thì liệu rằng ở trong cái kênh nến ngày ngày hôm nay nè anh chị có thể thấy liệu rằng nó sẽ là một cái đại giảm sâu hay là một cái sự rút râu như thế này thì theo em nghĩ nếu mà anh chị nhìn vào khung ngày á thì anh chị có thể thấy là những cái lần rút râu trước á thì nó đập rất là sâu ha nó đập rất là sâu cái râu rất là dài còn đối với cái thời điểm này nếu anh chị nhìn cái nến này thì em nói thật luôn đây là một cái nến giảm và từ chối vùng giá từ chối trên line thật sự và nó sẽ đưa ra cái mức giảm tiếp theo chứ không hề là một cái sự phát cao rút râu như những lần trước đó và nếu mà lần này mà giá cả tiếp tục đi trong những ngày tới mà nó đỏ tiếp á à, cái lực volume bán ra thị trường nó cao hơn thì cái mức à, mà chúng ta đang mong đợi là 37.700 đô nó sẽ đạt tới thôi và nếu mà chúng ta nhìn về khu một giờ thì nó lại càng chứng minh chúng ta nhiều cái vấn đề hơn nếu anh chị bật vào cái chị báo là volume đây là khối lượng giao dịch ha thì anh chị có thể thấy là sao trong những ngày cuối tuần vừa qua đây đó những ngày cuối tuần thì thường là rất là ít cái khối lượng giao dịch nhưng mà trong ngày hôm nay để em zoom lại một tí ha nhưng mà trong ngày hôm nay anh chị thấy được là gì đây một cây nến một cây nến rất là mạnh đó nó đẩy một lực bán rất là mạnh ở đây cho thấy thị trường đang muốn từ chối và từ chối mạnh hơn và nếu mà anh chị nhìn rõ hơn một chút nữa là ở ngay cái khu vực cạnh trên like chúng ta thì chúng ta đã có một hai ba bốn cây nến một giờ bốn cây nến một giờ có volume tăng nhưng mà rất là nhỏ thì anh chị thấy được là cái nến cái râu của nó này em sẽ zoom cực kỳ sâu về chúng ta có thể là nhìn rõ hơn thì anh chị có thể thấy được là đối với bốn cây nến một giờ này nó đều có một cái lực đâm xuống ha đâm xuống đâm xuống và đâm xuống cái lực mua không đủ kéo để mà khi mà giá cả chạm vào cạnh trên line có thể là tăng trưởng đó nó không có thể nào mà bung lên mạnh như thế này thì chứng tỏ đây là một cái tín hiệu giảm và đối với trong thời điểm này đó, đối với trong thời điểm này, sau khi ở cái cây nến 1 giờ vào lúc 11 giờ trưa ngày hôm nay á, nó đâm mạnh xuống khỏi trên line, nó phá vỡ ra khỏi trên line thì chúng ta xuất hiện những cái lực volume rất là yếu ớt, đó rất là yếu ớt luôn những cái nến này. Thì trong những cái cây nến một giờ ngày vừa rồi á thì anh chị thấy được là nó có cái lực kéo rất là bé, rất là bé luôn. Và nếu như mà trong thời điểm này mà anh chị muốn thấy giá cả phục hồi trở lại thì bắt buộc bắt buộc ha ở cái vùng giá này trong những giờ tới nó phải đi lên và chạm ngay cạnh trên line này sau đó bắt test một lần nữa về khu vực này và tăng trưởng tiếp thì chúng ta mới uh, thấy được cái sự phục hồi thì nếu như trong thời điểm này mà cái volume mua á, mà người mua không kéo đủ cái lượng mua cái lượng mua mạnh hơn để mà lấp đầy đi cái cây nến một giờ mà nó đã sinh ra trước đó À, thì trước khi chúng ta đi đến với phần video tiếp theo của ngày hôm nay thì anh chị à, có thể là ủng hộ team mà các là chúng ta đăng ký sử dụng qua sàn Bybit và em cũng khuyến cáo anh chị là anh chị có thể là sử dụng qua sàn Bybit bích bởi vì sao à, đối với sàn Bybit bích khi mà anh chị trading future là cái thứ nhất thì họ có cái mức giá rất là ổn định với thị trường và cũng như là không có những cái tình trạng mà rơi râu quá ảo để mà anh chị có thể là bị à, thanh lý đây là một cái sàn rất là uy tín và cũng như là cái biểu đồ và cũng như là những cái công cụ trading của họ rất là tốt ngoài ra khi mà anh chị đăng ký với đường dẫn của team à, thì anh chị có thể là nhận đến là một đô bonus ha, 1.000 đô bonus nó rất là hấp dẫn luôn. Thì cũng cảm ơn tất cả anh chị đã ủng hộ team khi mà anh chị đăng ký qua cái đường dẫn với uh, bit của team anh chị ha. Thì khả năng cao chúng ta vẫn sẽ tiếp tục giảm trong những ngày tới anh chị nhé. Thì uh, nếu mà nói về tâm lý, xét về kỹ thuật, yếu tố kỹ thuật chúng ta vẫn đang là yếu tố giảm. Thì xét về tâm lý thì anh chị thấy làm sao? Đó. Trước đó thì chúng ta thấy được là dằn co, đó chúng ta dằn co lực mua lên bị đẩy xuống, lực mua lên bị đẩy xuống đúng không thì đến thời điểm này đó bốn cây nến một giờ này là cái nến tâm lý cái nến tâm lý nha anh chị khi mà họ thấy cái đường trên line này họ gom họ gom khi mà họ nghĩ rằng giống như những lần trước đó khi mà mức giá chúng đâm xuống thì sẽ có lực kéo lên nhưng mà họ gom khu vực này đã là một quyết định rất là sai lầm rồi anh chị phe mua đã hoàn toàn cạn lực rồi ở khu vực này phe mua hoàn toàn cạn lực rồi tâm lý của những nhà đầu tư ở cái khúc này á là họ không muốn gom họ không muốn gom bởi vì nó quá mạo hiểm anh chị nó quá mạo hiểm vậy thì khu vực này liệu họ có gom hay không liệu họ có gom hay không thì trong những giờ tới nếu như mà họ gom nếu như mà họ gom ha thì khả năng cao á nếu mà họ gom khu vực này thì giá cao lắm thì cũng đến 39.700 đô này sẽ có phe bán vào và tiếp tay để tiếp tục đẩy giá của nó đi xuống thì chúng ta phải quan sát quan sát kỹ hơn về cái volume để chúng ta quyết định được rằng tâm lý thị trường như thế nào vào thời điểm này và đối với em trong thời điểm này em sẽ không gom ở khu vực giá này đâu anh chị ạ. À em sẽ không gom thà là để mức giá chúng ta đi thẳng về cái vùng 37.700 đô này để chúng ta gom thay vì á, là chúng ta gom ở cái khu vực nó lưng chừng nó ở giữa cái sườn dốc như thế này rất là dễ để chúng ta bị rơi xuống dốc lại quay trở lại cái mặt xuất phát anh chị đó thì khu vực này em khuyên anh chị là chúng ta không nên ha, chúng ta không nên tham gia vào những việc như là long short feature nữa chúng ta không nên gom spot nữa mà chúng ta hãy chờ đi chúng ta hãy chờ rằng nếu như volume ở đây nó tiếp tục từ chối và phê bán thắng phe mua, lớn ác phê mua Thì chúng ta sẽ canh để chúng ta gom ở cái khu vực 37.700 đô này Và nếu như mà giá cả quay đến cái khu vực 37.700 đô này Thì khi nào chúng ta gom được? Khi mà chúng ta có tín hiệu rằng nó có tín hiệu như hôm bữa em có nói á, khi mà chúng ta có tín hiệu rằng nó có một lực bay mạnh lên đó ngay khu vực này ha ngay khu vực này có một lực bay volume bay nó tăng lên đó cái nến nó tăng lên và xanh như thế này một cái nến bullish thì chúng ta sẽ xem xét để chúng ta có thể là mua hoặc là chúng ta có thể là long và thời điểm là 37.700 đô còn trong thời điểm này hãy cẩn thận và cũng như là chúng ta hãy quên đi chúng ta đừng bật ép lên nữa đừng xem chạc nữa anh chị ạ à. chúng ta hãy quên tạm thời quên nó đi và nếu như mà giá cả rơi xuống vùng đó chúng ta sẽ mua tiếp còn đối với giai đoạn này thì liệu rằng nó có tăng tiếp hay không? Thì thực sự là nó vẫn sẽ tăng anh chị cứ an tâm Nó vẫn sẽ phải tăng thôi Bởi vì chúng ta vẫn đang ở trong một chu kỳ tăng trưởng Bởi vì những cái tháng như là tháng 4 và tháng 5 kể cả là ở 2021 và 2020 chúng ta đều thấy một cái sự giảm và điều chỉnh thì tại sao lý do gì cái cớ gì mà chúng ta mua ở cái vùng giá này chúng ta hãy chờ thêm một chút nữa và nếu như mà chúng ta lỡ đỏ thì giá cả bắt đầu tăng trở lại chúng ta mua cũng không quá muộn đúng không anh chị thay vì là chúng ta cá cược và đánh cược cái số tiền của chúng ta ở ngay cái vùng mà chúng ta coi như là cái vùng lưng chừng dốc đó cái vùng lưng chừng dốc như thế này có thể là nó sẽ đi lên dốc tiếp nhưng mà biết đâu được là nó sẽ tiếp tục giảm đúng không anh chị và nếu như mà anh chị đang còn tiền hãy chờ đi hãy chờ đi cơ hội luôn luôn có thị trường vẫn còn đây thị trường chưa biến mất sàn giao dịch vẫn ở đó người đầu tư nhà đầu tư các nhà đầu tư khác cái cái mập khác vẫn đang ở đây thì tại sao chúng ta phải nóng vội đúng không anh chị hãy chậm lại một chút và chúng ta hãy cho thị trường nó quyết định cái xu hướng của nó vì chúng ta bắt đầu gom lúc đó vẫn chưa muộn thì đối với những cái dự kiện mà nãy giờ em chia sẻ và cũng như là những ngày qua chúng ta theo dõi nó đã đi đúng rồi thì còn cái cách nào để chúng ta nhận biết được cái dấu hiệu mà nó đã xảy ra cái cú cú đâm này hay không thì trước khi mà em nói đến những cái dự kiện đó để anh chị có thể là áp dụng vào sau này và tương lai về những cái việc là trading hay là hâu lâu dài của chúng ta để chúng ta có cái góc nhìn nó chi tiết hơn nó rõ ràng hơn thì anh chị đừng quên hãy ủng hộ team bằng một nút like và cũng như là một nút chia sẻ để mà để mà tin có nhiều động lực hơn để làm những cái video nó có giá trị nhiều hơn cho anh chị nhé thì bình thường á, em ít khi mà em vẽ vời quá nhiều lên cái biểu đồ của em bởi vì vẽ nhiều quá chúng ta sẽ bị rối đúng không ạ nhưng mà em sẽ chia sẻ với anh chị một cái công cụ để anh chị có thể là nhìn nó rõ hơn khi mà anh chị kéo vào trên like thì đây là cái parallel channel thì là cái kênh song song thì khi mà anh chị kéo ra thì anh chị sẽ thấy được cái góc nhìn của em nó như thế nào đây anh chị kéo nó ra ha đó anh chị kéo nó ra và anh chị thấy được là giá cả của chúng ta đi trong một cái kênh tăng trưởng như thế này và nó đang là một xu hướng tăng thì ở trong một giờ chúng ta thấy là nó tăng nhưng mà khi mà nó phá vỡ ra khỏi cái channel này đó nó phá vỡ ra đây đây nó tăng trưởng trong kênh này và chúng ta kỳ vọng nó tăng tiếp đúng không ạ đó thì kỳ vọng chúng ta tăng tiếp nhưng mà trong cái kênh này nó đã có một cái tín hiệu một cái cây nến rất là xấu ở đây 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 một cái nến rất là xấu ha và khi mà nó phá vỡ ra khỏi cái channel này và nó quay trở lại nó bắt test lần nữa thì khi mà nó bắt test lần nữa nó lại bị từ chối thì chúng ta hoàn toàn có thể là sót ở ngay khu vực này đó chúng ta hoàn toàn có thể là sót ở khu vực này thì đây cũng là một cái cách để mà anh chị có thể là kéo trên live vẽ channel để chúng ta xác định rằng cái xu hướng tiếp theo và cái diễn biến của giá cả nó chạy như thế này cái kịch bản mà chúng ta sẽ vẽ ra cho cái biểu đồ của chúng ta và chúng ta quan sát để chúng ta chơi hàng ngày thì khu vực này thì anh chị hoàn toàn có thể là sót được hoàn toàn có thể là sót được và chúng ta ăn một cái mức rất là dài rất là sâu luôn và đối với những cái vùng trên line như thế này thì anh chị có thể là áp dụng lên rất là nhiều kênh giá khác nhau khi mà nó hình thành một xu hướng tăng hay là hình thành một xu hướng giảm thì anh chị có thể là kéo cái channel này ra và anh chị có thể là quan sát thì đó là một cái cách nữa mà chúng ta có thể trading hàng ngày kèm theo đó là fixed strength, volume profile đây là một chỉ báo mà em nói thực sự đây là một chỉ báo rất là tốt thì trong những ngày tới thì em sẽ làm một cái video để em nói rõ hơn về cái chỉ báo fixed strength uh, volume profile để anh chị có thể là nghiên cứu và chúng ta có thể là sử dụng nó áp dụng vào những cái chiến lược trading của chúng ta hàng ngày thì vừa rồi là em vừa mới cập nhật cho anh chị về cái khung ngắn hạn cũng như là khung dài hạn và cũng như là những cái vùng giá mà chúng ta quan tâm để chúng ta có thể là có thể là long trong thời gian tới thì thì video ngày hôm nay thì em cũng sẽ kết thúc tại đây thôi vì thực sự á, là giá cả cũng đang chạy theo đúng cái nhận định của em và nó có và nó cũng và nó cũng chưa có quá nhiều chuyển biến để chúng ta có thể là phân tích tiếp à, cho nên là những ngày tới nếu như mà nó có những cái chuyển biến tiếp theo thì em sẽ tập trung và em sẽ à, tiếp tục nhận định cho anh chị nhé và à, em cũng rất là mong á, là bitcoin sẽ phục hồi sớm À, thay vì là lao sâu hơn thì thực sự là không ai muốn giá cả của Bitcoin rơi cả bởi vì khi mà giá cả của Bitcoin rơi thì những cái đồng an con hay là những cái liên quan đến những cái danh mục đầu tư của anh chị cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều cho nên là em hy vọng à, cái cây nến ngày ngày hôm nay khi mà nó kết thúc nó sẽ có một sự bật mạnh lên luôn để chúng ta có những cái à, tiến triển tiếp theo ở trong cái chu kỳ tăng trưởng này còn đối với thời điểm hiện tại một lần nữa cái lời khuyên của em dành cho anh chị là hãy cẩn trọng và chúng ta đừng trade future chúng ta đừng mua spot vào thời điểm này và chúng ta hãy chờ để mà chúng ta có những quyết định nó tốt hơn anh chị nhé. Thì nếu như anh chị thấy video này hay thì anh chị hãy nhấn vào nút like để ủng team Và nếu như là anh chị là người mới và mới lần đầu tiên xem qua kênh đầu tư điện tử thì anh chị cũng có thể là nhấn vào nút đăng ký cũng như là quải chuông bên cạnh để có thể là nhận được những video cập nhật thị trường, bám sát thị trường và cũng như là đưa ra những nhận định làm sao để giảm đi cái sự rủi ro dành cho anh chị khi mà anh chị đầu tư anh chị nhé. Rồi thì một lần nữa cảm ơn tất cả anh chị và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video lần sau.